Trung tâm điện tử Anh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Rất là vui mừng anh Phương là một trong những đơn vị mà luôn luôn đi đầu về những sản phẩm âm thanh Mỹ. Từ về chất lượng sản phẩm cho đến mức độ đa dạng của các sản phẩm loa Mỹ. Các bác đến với Trung tâm điện tử Anh Phương thì các bác đều mua sắm được những sản phẩm âm thanh rất là cao cấp và chất lượng. Chắc các bác mua ở đâu cũng vậy thôi, mua cho em đắt hàng. Và không biết là các bác mua ở đâu, tìm một đơn vị nào mà khi bán hàng luôn luôn cam kết là hàng bao zin bao chuẩn cho các bác, thì hãy đến với Trung tâm điện tử Anh Phương trong buổi chiều ngày hôm nay các bác nhá. Trước mắt các bác thì hôm nay em về được một đôi loa Yamaha, dòng sản phẩm loa Mỹ rất đẹp mắt. Loa phải nói rằng là mới cứng cực cực luôn. Các bác cùng ngắm nhìn này. Một đôi loa Yamaha Bass 40. Các bác nhìn cái quay sát, em quay sát các bác xem này. Cái gân cái gì nó còn dính dính, còn ánh kim luôn. Thùng vỏ thì quá đẹp. Thùng vỏ gỗ sơn sần, sạch sẽ. Nếu trong cùng tầm tiền đầu tư mà với loa Mỹ, giữa loa JB và loa Yamaha thì Yamaha bao giờ nó cũng có cái đặc điểm, có cái khác biệt trội hơn một chút. Đấy. Ví dụ như đôi tầm giá như đôi này thì JBL nó sẽ là mã 115, nó tầm 14.500.000 cho đến 15 triệu. Đấy. Thì đôi này ngày hôm nay thì đối với Yamaha thì em chỉ bán với giá 14.500.000 thôi. Đấy. Thùng vỏ thì nó hơn hẳn đối với 115 luôn. Thùng vỏ gỗ sơn sần. Và hàng thì nó độ đẹp, nó đẹp hơn các bạn. Đây là mã của nó là C115V, sản xuất lắp ráp tại USA. Đấy. Công suất của nó sẽ đạt 600W khi khởi động, và công suất đạt mức 1000W ở mức độ cực đại. Tất cả hàng tem ghế còn zin nguyên bản 100%. Loa còn mới cứng cựa, còn ốc sáng choang như mới. Đấy. Hiện tại thì cái cặp này thì trên thị trường các bác thấy rằng cũng không có nhiều. Loa thì còn mới cứng. Đấy. Các bác cùng quan sát rất đẹp. Cái thương hiệu này, cái logo này nó quá quen thuộc với những anh em nào đam mê âm thanh rồi đúng không? Đấy. Với những sản phẩm âm thanh loa Mỹ như thế này, chúng ta có thể hát ở không gian rộng rất là tốt. Và đặc biệt là với những dòng loa cùng tầm tiền như này, thì cái côn của dòng loa Yamaha bao giờ nó cũng to hơn so với 115. Về cái chất của nó thì nó mạnh mẽ hơn 115 một chút. Đấy. Còn các bác đầu tư thì các bác cứ cân đối rồi mỗi người một sở thích. Đây các bác cùng quan sát này, em tháo ra một quả các bác xem này. Mới cứng cực cực. Mua được đôi loa này, hôm nay săn được đôi loa này quá đẹp luôn. Các bác nhìn cái nẹp của nó này, hồng rực. Bát zin nguyên bản 100% các bác nhá. Bát to hơn, côn lớn hơn so với này dòng loa 115 các bác nhá. Nói như thế không phải chê đâu, mà đây là so sánh các bác nhá. Hàng sản xuất lắp ráp tại Mỹ luôn đấy. Made in USA này, các bác nhìn này. Emenizer này. Đấy. Tép của con này thì nếu như nói về côn tép thì nó to hơn côn tép của 115 nhiều. Độ bền bỉ hơn. 115 thì nói chung là côn nó nhỏ hơn một chút. Hàng nó đẹp như này các bác nhìn, nó mới cứng này mà. Thùng vỏ đây các bác nhìn này. Đấy. Phần tần đây, zin nguyên bản 100%. Đấy, cũng cái tầm tiền đấy, nhưng mà các bác đến với anh Phương thì các bác thấy là có rất nhiều cái sự lựa chọn và mức độ đa dạng của sản phẩm. Thùng vỏ gỗ sơn sần đẹp mắt. Cái này thì trưng bày trong phòng khách khá là đẹp và sạch sẽ. Đấy. Mức đầu tư ngày hôm nay thì em bán giao lưu các bác với giá 14.500.000 đồng tại cửa hàng. Giá này thì cực kỳ tốt luôn các bác. Bình thường thì các bác mua cặp này như trước thì rơi vào tầm khoảng độ 16 triệu rưỡi đến 18 triệu. Thì bây giờ giá của nó thì chỉ loanh quanh cái tầm gọi là bằng 115 thôi. Bán nhanh cho nó lên đường. Đấy, mùa này thì nói tóm lại là cũng cứ bán nhanh để giao lưu các bác. Bây giờ mời các bác cùng test thử nhá. Hiện tại em đánh một quả thôi. Em tháo một quả, đánh một quả. À được, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6. Không gian rộng nha, chơi hẳn không gian rộng. Từ khi quê
anh đã biến bối rồi vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi, người yêu ơi xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ mây trao em rồi. Em yêu kiều đắm say cho hồn ngất ngây, cuộc tình ở dài lâu ngủ sâu vòng tay êm ái. Anh nào có hay hạnh phúc trôi qua tay dần mong ta. Lòng cay đắng khi em quên nỗi hẹn, lời yêu rồi thương em đã quên. Ok chưa? Ngon chưa? Ok, như vậy là các bác đã từng theo dõi kỹ từ nội thất cho đến phân tích về chất âm cũng như là về cái đặc điểm của dòng loa Yamaha. Phải nói rằng cặp loa này cực kỳ đẹp các bác nhé. Giá thành đầu tư em bán cho các bác giá cực kỳ tốt đó. Và ngày hôm nay thì có thêm một cái siêu phẩm này nữa anh em này. Bác nào thích chơi là chơi luôn này. Con này nó là hàng VIP ấy. Mới về đẹp xuất sắc luôn. Của Hitachi. Mùa này là mùa nóng mà. Một con Hitachi gọi là để giường hoặc là để trưng bày đều đẹp. Thùng đồng inox rất đẹp các bác. Không một chút ten nào các bác. Đẹp xuất sắc. Hitachi. Con này thì với 3 số 1, 2, 3. Đây là công tắc tắt. Còn con này có cả số ngủ luôn này. Đấy, có cả số ngủ. Cái này nó còn bọc cả ni lông này. Bọc cả ni lông chưa bóc này. Cái con quạt Nhật thì cánh gọi là cánh này, cánh xanh dương. Đấy. Dây zin này. Dây zin chạy điện 120. Chạy điện 100. Con này thì các bác nếu mà lấy thì có thể có thêm chuyển đổi để chuyển sang điện 220 cắm đỡ nhầm. Còn bác nào mà thích để điện zin thì để nguyên zin. Con này là cổ, này là cổ bằng kim loại nhá, nó tránh gãy là ở cái cổ kim loại này. Con này nó hàng Nhật, nó chất lắm, nó nặng. Nó phải nặng gấp đôi so với quạt bình thường mình mua. Cho nên là nếu mà để giường ít khi nó bị đổ lắm. Đấy. Tất cả chức năng, mọi chức năng hoạt động bình thường, tất cả zin từ ngoài vào trong. Đấy. Giá thành đầu tư của con này hiện tại đang có giá rơi vào tầm khoảng 3.600.000 đồng. Giá tại cửa hàng 3.600.000 các bác nhé. Anh em nào thích đầu tư con này thì alo nha. Đấy. Một con quạt Hitachi đẹp. Số máy của em là 0971998555. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.